con là cái vụ thường như hay không có ai trên núi, con mất hay lên trển, em mấy ông anh, ông anh 12 anh em á, nó là chị cha cái mẹ rồi đó, cái vụ xin tiền nói sao biêu ý nó làm con chim thôi mà lúc đây là giàu nhất, đó là bà, giàu nhất thế giới. Phù vũ kiếp trước chim nó ăn lúa nó không có tạo nghiệp á, rồi nó giàu. Còn con á là con làm bằng cái tâm, cái phụ đâu phải là tỷ phú thiệt đâu, cũng cũng là nhiều tiền hơn mấy con đúng không, mình nó vừa đủ nhưng mà là phụ làm chuyện lớn khủng khiếp lắm, thì nó cũng cần có một căn khoản lớn, mỗi ngày phụ lại vô gần mấy trăm nghìn mà, thì nó cũng phải cần như cái đó. Còn đối với mấy ông nội đó là ngày vô mấy tỷ đúng không, tót xuống là ông mất mấy chục tỷ. Thì bây giờ cha mới giải thích đó là con làm bằng cái tâm, nhưng mà cái tâm của mình đổ núi đổ đá, từ cái cây này cứ cũng phải trồng, thử mà con làm chủ núi đi, họ mà trồng chặt cái cây á con đâu có thích, khi mà ai đặt cái gì xuống phải tới coi đúng không, cũng là tốn công lắm con mới có cảnh này á. Rồi nó cũng là phù du, nó cũng giống như là cái con chích trong thùng bài vậy đó, mà cha dẫn bằng cây thẻ, thẻ qua thẻ về lại, cuối cùng mình về cũng tay không, thằng Bill Gates nó cũng về tay không, mà nó có về được hay không là từ đây tới cuối đời nó nghe, tôi đang thánh cho nó đi về hay là nó đi xuống á, đó mình không biết à, vụ bảo đảm là đi xuống. Tại con Covid-19 là nói chung cộng cấu kết nha mà, nó tính hạn chế cái dân số của quả địa cầu này. Nhưng mà cha mẹ nói dân số của quả địa cầu này là do cha cai quản, chứ đâu phải do mấy thằng này nó tính làm gì. Nó sợ nhiều người quá không có đủ đồ ăn trái đất á, nó muốn giết bớt á, nó làm con Covid á. Ở những cái hành tinh khác á, người ta có cả 100 tỷ người. Mấy thằng này lên cái hành tinh của nó là 20 tỷ người, của mình có 8 tỷ người. Nếu mà chúng ta mà sống mà đừng có lo chế bom đạn á, chúng ta cứ lo đồ ăn không, với lo những cái kỹ nghệ cao cấp để mà đi ra những cái vũ trụ khác, thì có phải là chúng ta đâu có cần phải tốn tiền mua tàu ngầm vũ khí một năm biết nhiêu tỷ tỷ. Mỹ năm nay ông Biden cắt ngân sách 800 mấy chục tỷ, trong khi nước Việt cả một quốc gia làm cực khổ chưa tới 200 tỷ nữa, trong khi hiện giờ dân đó chỉ cần 1 tỷ thôi là cứu hết nước Việt mà còn không có, mà đi chế vũ khí 500-800 tỷ còn thấy vô lý. Nên những cái chuyện bất công ở thế gian này rất là nhiều, thì đó là lý do cho hụ thời là thế gian còn bất công, không thành Phật, không về, thì hôm nay nó sẽ hết bất công đó, thiệt á. Bây giờ mình nói hơi sớm, nhưng mà trong tương lai đâu còn ai chế vũ khí nữa. Trong tương lai NATO là những khối tự do đó, nó sẽ thống trị hoàn cầu này, chứ không phải là khối cộng sản. Thì có nghĩa là hết bất công, là vô thành Phật thiệt á. Đã là Phật rồi, nhưng mà xuống đây mang thân hàm để mà lo chuyện phụ với cha mẹ thôi, chứ không phải là mình nói là không có chứng thực đâu, nó là thiệt á. Sư phụ, con xin sư phụ nhận con làm đệ tử. Con từ ở Florida. Hai vợ chồng con mới về. Tên gì? Thiên Thối. Tên gì? Quyền Mỹ Phương. Con nữa sư phụ ơi. Sư phụ làm cùng lúc luôn. Thì ông đây đang làm việc cùng sư phụ. Cùng lúc. Thiên đây rồi. Có ai kêu tay về xuống dưới. Tội sư phụ. Giúp cho vợ chồng con. Ok, miền Nam Cali.
sư phụ ơi, bữa nay trời đẹp quá hay là mình đem hai kinh đi lên trên kia. Trời đẹp quá mà không có lạnh nữa, không có gió. Cho sư phụ vài tuần nữa sư phụ nghe đanh với cái final line với giấy tờ ở đây á. Mình mới show up, mình đi giống như hạt kiếm mà lên cầu thang đó là ai cũng thấy. Còn mình ngồi đây dưới nó không có thấy. Mình cũng núp núp né né. Hiện bây giờ ấy có rất là nhiều comment ở trên Zalo, mà cái số điện thoại trên mạng á 408-833-5399, sau đó có tới gần mấy chục nghìn người nhắn tin vô, không có kiểm soát nổi, mà đa số chỉ đọc thôi là cũng không có giờ đọc chứ đừng có chi trả lời. Thì đa số để mà mình hiểu được cái tình hình của dân đã khổ làm sao ta nhắn tin đó là đã đói rồi đó, khổ rồi. Còn biết được chuyện Việt Nam là mấy cái đó là chính xác nhất. Thì bây giờ những cái vùng quê không có đồ ăn á, vùng thượng giờ là đói rồi. Có những người không có tiền mua thuốc, mua than nữa đó. Thì cho nên những cái mà clip cũ cái tay 3 tháng Hồ Tiên Tri á là có, mà nó chưa đến lúc mà gọi là mạnh nữa. Chỉ có mới cái khúc khải đầu thôi thì đã là bị vậy rồi. Nước mình thêm vụ hôm đó là từ đây tới hè thôi sẽ có mệt luôn á, mà hầu hết cả nước đều đang sống lệ thuộc vào chúng ta. Ví dụ ngoài Bắc thì họ không có vượt biên, nhưng mà họ có mấy đứa con đi lao động nước ngoài á, họ lại thuộc vào mấy đứa đó. Còn chúng ta thì vượt biên này đi gì không biết, thì cũng gửi tiền về cho thân nhân là cũng lệ thuộc mình ở đây. Chứ còn ở bển họ không có còn cái phương hướng nào mà để nghĩ là làm ra lúa hay là bán hay là làm công ty hay xưởng may hay gì, nó không có nghĩ nữa. Bữa nay xem xanh nó còn về khỏi nước Việt. Để mà chứng minh là cơ trời đi hàng nghìn năm là có thật, đưa nước Việt vào ngõ cụt để cuối cùng để thay đổi, để Phật Thánh Tiên hạ phàm cai quản nắm lại chính quyền để mà đưa dân Việt trở thành lại là con của Thượng Đế. Nước Việt là con rồng cháu tiên đó nha, nó không phải như những cái quốc gia khác mà bình thường đâu. Thì lúc đó mình mới hiểu được những gì cậu nói là chúng nó. Nè có cộng này của ai hả, sao còn có cộng này vậy? Ờ này mẹ có hả? Ờ đồ đồ cái này của sư phụ xỏ mà. Mấy con nhìn thấy á, mấy con có bao nhiêu tiền mấy con cũng không có mua được. Thứ nhất là khi mà con buồn á, mà con không biết thiền á, con chỉ cần nhìn từ hộp. Mỗi một cái hộp á, nó là một cái vũ trụ á. Nó mà nhìn trời nắng á, nó sẽ thấy xanh, rồi giống như cái dưới nó vệt á, nó là đá cẩm thạch mà của mấy điện á, nó là thiệt á. Chú phụ tìm mua hoài không ra đó, đến sau này chú phụ mua được mớ, nhiều giờ nó cũng hết nữa rồi. Cho nên ai có mấy cọng này quý lắm á. Bây giờ thí dụ như con thấy cọng đá dân dân này đi, à, con biết nhìn tập nhìn á cũng là một cái lối thiền á. Khi mình nhìn cái này á giống như một cái universe đúng không? Từ đó mình mới ngộ ra được nhiều thứ. Khi cái đầu của mình á, mình chủ được cái tâm mình á, mình sanh ra trí tuệ.
giờ tô phở thì Hùng đã nói rồi, thì mỗi người tự gửi phở về cho thân nhân. Còn bây giờ mà sư phụ lên mạng sư phụ xin, thì con nghĩ thử là mấy việc cộng á, nó có cho sư phụ gửi không? Gửi là phải qua tay nó đúng không? Sư phụ đâu có ngu mà đi làm đó. Sư phụ ca mấy bản quê hương bữa giờ quách trời luôn á. Bữa hổm theo thấy like thì cũng ca bài nhí nhí nữa. Đây là mình ca dở nhưng mà nói lên cái ý nghĩa thôi, chứ không phải sư phụ thích ca đâu bằng. Ở trên trời mình cũng ca có ngày. Không thật sự á trời, ca với múa là đệ tử trên trời biết mà. Ca với múa đây nữa, đây đây đây. Ngã này là công tiên trên trời, nó là ca sĩ trên trời á. Đây áo đỏ nè. Không biết múa. Hả? Bấm vô coi cốt của Hưng là cũng ca. Bữa nào không muốn như Hưng làm ca sĩ Hưng á. Hay quá trời. Ồ, ca gì hả? Bây giờ hay rồi. Quá hay giọng. Em ca tốt gì rồi. Càng ngày càng sư phụ nói càng nhiều kính tiếng. Dạ. Trước 1 tiếng đến 2, 3 giờ kính đồng hồ. Nhưng kính gì buồn. Cái này nó cầm cái máy nó quay thôi có gì đâu. Thì giờ bữa, nhớ bữa là mình tắt thôi ông Lăng. Dạ. Đi về đúng không? Tự nhiên kéo lại quá trời đông nữa. Chú phụ ở đây á, là con ở cái chỗ chú phụ con sẽ hiểu. Gặp một người rất là hỏi chuyện cao siêu, giống như đó mấy cầu đồ ngồi ngồi đó nè, chịu không? Cái gặp một cái một hai bạn nói chuyện công an công tỏi, thì con cân cái đầu con lên, rồi cân xuống, cân lên, cân xuống hoài đi, nó có đứt không? Con làm được thì con mới hay. Chứ không phải mặc áo vàng á, thì khi mà ông thầy áo vàng mà ông lên ông ngồi ông chỉ nói khoảng 2 tiếng 2 tiếng rưỡi, mà trong lúc ông nói có ai dám cãi ông không? Mà ông ngồi tốt trên cao, còn giờ mình ngồi bằng bằng nhau đúng không? Bị thiệt thôi nhiều lắm. Mà xuống hả? Xuống. Quên. Hồi nãy có nhiều giờ sáng có nhiều trường hợp đó đến để mà giữ cái ngày mà. Mục đích của mình chúng ta hôm nay đại diện toàn thế giới tưởng nhớ ngày 16 tháng 3, rồi cảm ơn cha ban cái đạo xuống để cứu nhân loại, cảm ơn hội đồng chư Phật pháp Phật đạo trời pháp Phật, tức là khúc giữa, khúc giữa giữa Công giáo và giữa đạo Phật. Đạo Phật rất là khó, ít có ai tu được. Có nhưng mà không phải là một số lượng đông, con hiểu không? Chỉ có đạo Thiên Tâm á, là mình bình thường nửa đời nửa đạo, nhưng mà sau này nó hữu hiệu, nó làm cho mọi người về trời được. 12 giới lực là về trời được. Và đồng thời nó cho mỗi chúng ta, mỗi một ngày sống ở thế gian á, có sự hạnh phúc, không có bị buồn chán. Mỗi sáng chúng ta mà thức dậy á, mà đầu óc phấn chấn á, đầu muốn kiếm một ngày đó là phải lúc nào cũng có đâu. Một tuần như lúc hên hên được một ngày đúng không? Còn đa số là sáng thức dậy là chạy như bịch, lúc quên chạy đầu nữa. Chưa tính là gặp bao nhiêu cái nhắn tin hay là cái email, nó làm cho mình khủng hoảng nữa. Cho nên đời sống chúng ta là như vậy, đạo Thiên Tâm không có như vậy. Khi mấy con ngồi thiền đọc kinh rồi mình biết là mình có cha có mẹ trên trời, mình biết con đường của mình đi vào cho ngày hôm đó ra nhà băng đó, ngày mai tụi mày dọn khỏi nhà tao lấy nhà tao đi option nha, mình cũng không có buồn nữa. Mình mất nhà rồi bắt đầu mình mới đi tìm ở xe phòng, nếu mình có tiền không có xe phòng nữa là thôi tôi xuống cái suối tôi ở tôi cũng vui, nhưng mà tôi đem tự cha tự mẹ tôi xuống tôi thờ dưới suối đúng không, mình cũng vẫn vui. Mình giữ một cái thái độ bình thản như vậy mới đúng là con của ông trời. Chứ không phải mà nhà băng nó gửi cái giấy tới nó đập phọt lỗ nhà cái nhảy động động.
Chỉ có một điều, tất cả chúng ta đều có số mệnh hết. Ở trên biết chúng ta sống như thế nào, khổ như thế nào, người nào khổ nhiều chừng nào, người đó đó là mà giữ cái tâm trung thành với cha mẹ, mà chịu tinh tấn tu là về trên đó, người đó sẽ có cái phước đức lớn. Cái phước đức trên trời cũng như cái nhà băng ở dưới thế gian mình vậy đó, là mình dùng phước đức để mình hóa ra cái nhà, để mình dùng phước đức để mình đi những cái hành tinh khác, mình dùng phước đức mình trở về mình thăm con, thăm cái, thăm dòng họ mình của cái đời này. Nên nhớ, trừ khi bị xuống địa ngục thì không có được đi đâu. Còn đi về trên trời, thành chư thiên hay là thành cái gì trên đó, đều đi xuống trái đất này, đi lên đi xuống được nha. Chứng minh nha, bà má của Trinh nè, đang ở tầng trời thứ 6, thứ 7, bà cũng về núi nói chuyện với phụ hoài. Rồi ông Thiên Ánh á, là đâu ông Trang bữa nay có lên không? Chưa lên. Trở ra ổng cũng đi về nhà hoài, mấy ngày qua ông kia nó cũng có nói. Rồi chưa nói nữa, ba má của sư phụ á là người phàm, nhưng mà hồi xưa ba sư phụ là thợ mộc, ổng cưa cây nhiều quá, rồi mấy ổ chim trên cây á cũng bị tội. Mà sau này sư phụ nhờ mấy vị đưa về trời. Rồi mỗi lần nhà mấy anh em của sắc phàm này có chuyện á, cũng kêu ổng xuống xử á. Sư phụ với cái bà chị Việt Nam á, hai ông bà không có hợp, họ không có hợp với bà. Cái mà, lúc mà nhiều chuyện nó thường mới nói, nhưng mà mình mời cha mẹ mình về nói chuyện được. Mất không có phải là mất, thật sự là mất không có mất. Ở trong cái nhóm họ Thiên hôm nay có mặt ở đây, những người mà gần đất xa trời đó, là mấy đứa con phải lo cho mấy người đó. Giống như Edwin nè, đệ tử này, nữa không? Ngọc Anh nữa không? Nhất là Cao Đồ nữa không? Còn ai nữa ta? Là mấy con phải nịnh những người này, thì họ sẽ thành chư tiên nhưng ngày mai đó. Mấy con còn trẻ, còn dòng cái này đi chơi với phụ ở Thiên Long Sơn, Thiên Long Giang, rồi mốt đi Việt Nam, họ sẽ người đi theo hộ mình đó, con có biết không? Cho nên mấy con phải lo bế mấy người này trước. Thiệt mà, chứ con phải nói đùa đâu. Không phải là vậy thôi. Chứ giờ đi độ ai? Họ Thiên đi độ Họ Thiên chứ độ ai? Hả ông Cao Đồ? Chẳng lẽ giờ Cao Đồ về độ ông Châu Lan bển hả? Cho nên Cao Đồ sẽ độ Họ Thiên là mấy đứa trẻ trẻ nè, nó cần. Cho nên là Hằng là con phải ngồi ba nuôi đi hả? Trời đất ơi! Đấy mà ông độ con, để ông biết ở trong đây đứa nào tốt. Đó, khi mà ông mất cái xác này, ông khôn nhiều lắm, ông không có phải vậy đâu. Hiện bây giờ là sư phụ có bà chị dâu, bà còn đang nằm ở nhà hoàng kìa. Thì từng rồi bà có lên nói chuyện, lúc sống có lên uống quà, nhưng mà không có tin sư phụ là thiên tử. Mình cũng không phải ngã mạng, nhưng mà mình nói thật để cho bà biết là trời Phật, không phải là tượng, không đâu, mấy vị đang đứng đầy á. Bà không tin, hôm nay bà mất thì bà mới tới, bà nói à, bây giờ bà mới biết, thầy trời chết mới biết, thì bà có kể. Những người như vậy á, sư phụ họ hối hận thì họ có được cái gì không? Hối hận thì họ mới đi tìm sư phụ, thì sư phụ quan hỷ mà, sư phụ ok thì là ok. Sư phụ đâu có chấp. Mà nếu họ không đi tìm thì sao? Tìm cái vấn đề tại sao mà cái chị đó tên là chị Trang, mình đang nói mới nghe, tại sao bà biết về núi là tại vì lúc sống bà có trên núi rồi, và lúc chúng ta ngồi đây đã giao duyên với ông Sơn Thần, với mấy vị hộ pháp đây nè, mấy vị đã biết mặt mình rồi, và đồng thời á, ông bố là ông bố trọng đó, là ông đầu bạc á, là có phước của gia đình giúp sư phụ lo cái núi, thì cho nên mấy gì cũng kể nể một chút, rồi mới cho cái dông lên. Tại lúc sư phụ ngồi mà thiền á, đâu có ai tới gần được, mấy ông rồng bao dây đúng không, mấy gì hộ pháp, thì mới cho cái dông của bà lên ngồi nói chuyện. Chứ còn nếu mà không có giao duyên, mà không có sự, không có cầu nói á, dễ gì lên được núi.
không được phước. Cũng giống như ngày mà má của Trinh á, Phụng nhớ lúc đó thì Phụ đang ngồi đang bàn chuyện với Trinh trời, thì mấy vị mới thấy á, có một cái con dòng đứng ngoài cửa rất là mong muốn gặp. Mấy vị kêu sư phụ bằng ngày không gặp ngày, mà nếu bằng ngày không gặp cái dòng này á, cái dòng này á sẽ lưu lạc trong nhân gian mấy trăm năm và không có siêu được, rất là khổ. Thì mình nghe vậy á, mình cũng động lòng, mình đâu có biết là ai đâu. Thì lúc đó nguyên cái đám của anh Trinh với Tiên Nội Si Rộ đang ngồi ngoài bạn chơi, là lúc đó cái công này như công viên vậy đó. Thì sư phụ mới nhờ mấy vị mở cổng, nhờ ông Nhân Thần dẫn cái dòng đó lên. Thì từ đó đó bà mới xin bà cho bà làm đệ tử sư phụ đi. Thì sư phụ ngay lúc đó đặt tên cho bà là Thiên Huệ. Từ đó bà mới được về trời. Nếu sư phụ không đặt tên cho bà là bà thành gọi là giống như đi không có siêu á, làm hồn ma đi vòng 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 vòng. Nắng ta có cái nón không? Cái nón cái nón lá. Nón lá. Ở đây. Bên này sư phụ nè. Bên này. Sư phụ. Trang nói bảo cái bên rồi cho sư phụ đó. Người đó muốn hỏi sư phụ muốn bán nghe đâu. Con mới lát sợ lên tới. Con mới tới rồi. Nghe mà đang ăn uống vậy. Dạ không sao. Kéo lại Ok, kiếm bốn con dây buộc vô cây trúc. Cây lấy cây này nhổ, cây này cắm qua đây, căng ngay đây luôn. Đẹp quá. Mình làm tại chỗ này luôn chứ giờ đâu vậy? Dạ. Anh giữ quá luôn. Không để gì một gốc máng của cái cây đó được không? No, no. Đây nè, cho ta đứng đây ta chụp hình chơi. Cái này hả sư phụ? Lấy gì? Lấy gì? Có gì không? Người đứng vĩnh luôn đi. Ok, một cái. Đứng cái cột vô cây trúc. Đứng vĩnh xong rồi đi xuống. Đó, 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 đó. Sư phụ ơi, nhìn con. Mấy cái này nè Long. Đè xuống anh như tính giống con súc bên kia chắc biết đâu. Đứng cầm. Ê quay. Nó chấm dựa vô đá rồi. Dựa ở dưới nó đang đây nè. Chứ nó chiếu. Đó ơi, dựa đá. Để lại. Sư phụ ơi. Cái hô này nè. Nó cứ sư phụ. Rồi lấy cục này nè. Rồi được rồi. Cho mình nè. Cứng hả? Không, cứng đâu. Cứng. Lấy cục này. Dạ để con lấy cục đó. Lấy nguyên cục bự. Lấy ở đây có dây nè. Đúng rồi. Có con dây này là cột. Ô cột dây này ra cái dây á. Cột cho đứt bộ. Thổi luôn. Ăn hô nè. Hô nè. Lấy buông. Cái cục đá nó sổ vô gì vậy? Cái dây này nó chắc nè, cái dây đó giống như len được. Dây này đi.
lại kỷ niệm đeo khăn này. Cảnh dưới này cũng đẹp nè sư phụ. Nhìn xuống. Ở đây nó hơi ngược ánh sáng. Còn dư không cho mượn cái đó, trời nó vậy còn chưa đủ nữa hả? Nó nè, mặt nó nè. Trời nãy tao ra mặt. Nè, bỏ xuống. Ê, khoan khoan, lấy ra đi. Mà đừng có hình kỷ niệm. Dạ vâng. Ê, điện á. Ôi trời ơi. Đẹp quá. Đây sư phụ năm người mẫu đẹp quá sư phụ ơi. Sư phụ đẹp quá. Góc này tính ơi, tính ơi, nó đẹp sư phụ. Ok rồi, rồi nó chuyển tiếp. Sư phụ cứ nói, sư phụ cứ tự nhiên. Sư phụ nói cứ nói mà người chụp thì cứ chụp. Chụp ơi, nay con không có làm hả? Ồ, nghe ngày thứ năm ốp luôn. Chồng con nói con lên núi đệ tử chưa được. Hôm nay là đầu tiên con lên núi gặp sư phụ. Chú Kiều xin nhận được làm đệ tử chú Kiều. Nhận chưa? Dạ chưa. Mình nhận giùm cho cha thôi nha. Dạ. Đây mình người truyền tin xuống với Trần. Dạ. Với lệnh lệnh của cha thôi. Cảm ơn chú. Mốt về trời á, mọi người ở giữ chú. 12 giới lực đi theo cha. Dạ. Mình cho chúng ta gặp nhau. Hai hồn giữ giới lực thì khó gặp nhau lắm á.